chấm chấm quy y phật rồi quy y pháp rồi quy y tăng rồi nói như vậy tiếp lần thứ hai lần thứ ba con là yêu bà tắc của đức phật thích ca mâu ni xin chứng trí cho con tên là chấm chấm từ ngày nay cho đến trọn đời quy y giới sư nên nói yêu bà tắc ngươi hãy lắng nghe đức như lai ứng cúng tránh biến chi biết người thấy người vì hàng yêu bà tắc thuyết ra năm giới này ngươi hãy chọn đời thọ trì những gì là năm chọn đời không sát xanh là giới yêu bà tắc trong đây chọn đời không nên cố ý sát xanh việc này nếu giữ được hãy trả lời dạ giữ được chọn đời không trộm cắp là giới yêu bà tắc trong đây chọn đời không nên trộm cắp Việc này nếu giữ được, hãy trả lời. Dạ, giữ được. Chọn đời không tà dâm là giới yêu ba tắc. Trong đây chọn đời không nên tà dâm. Việc này nếu giữ được, hãy trả lời. Dạ, giữ được. Chọn đời không nói dối là giới yêu ba tắc. Trong đây chọn đời không nên nói dối. Việc này nếu giữ được, hãy trả lời. Dạ, giữ được. Chọn đời không uống rượu là giới yêu ba tắc. Trong đây chọn đời không nên uống rượu. Việc này nếu giữ được, hãy trả lời. Dạ, giữ được. Ấy là năm giới yêu ba tác chọn đời thọ trì Nên cúng dường tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, tỷ kheo tăng bảo, siêng tu phước để cầu Phật đạo. Hỏi, vì sao trong sáu ngày trai, thọ tám giới, tu phước đức? Đáp. Vì các ngày ấy ác quỷ theo dõi người, muốn cướp mạng người, gây tật bệnh, hung dữ suy bại làm cho người không yên lành. Do vậy lúc kiếp sơ các thánh nhân dạy ngựa ơi chỉ trai tu thiện làm phước để tránh sự hung suy. Lúc ấy trai Pháp không phải thọ tám giới chỉ trong một ngày không ăn là trai. Sau này Phật ra đời mới dạy rằng các người hãy một ngày một đêm giống như chư Phật giữ tám giới và quả ngọ không ăn. Công đức ấy đưa người đến Yết Bàn như trong kinh tử thiên vương Phật dạy. Mỗi tháng sáu ngày trai, thái tử sứ giả và bốn thiên vương tự xuống trần gian quan sát chúng sanh, nếu thấy ít người bố thí, trì giới, hiếu tuộn, cha mẹ, liền trở lên trời đao lợi tắc với đế thích. Đế thích chư thiên đều không vui, nói rằng, giống A-tu la nhiều, giống chư thiên ít. Nếu có nhiều bố thí, trì giới, hiếu tuộn, cha mẹ thì đế thích chư thiên tâm đều hoan hỉ nói rằng chư thiên tăng ít chúng a tu la tổn giảm bấy giờ thích để bà na dân thấy chư thiên tâm hoan hỉ nên thuyết kệ rằng tháng sáu ngày thần đạo thọ trì giới thanh tịnh người ấy tuổi thọ hết công đức cắt như ta phật bảo với các tỳ kheo thích để hoàn nhân không nên thuyết kệ như vậy vì thích đề hoán nhân còn bị năm suy tướng và ba độc chưa trừ cớ sao nói dối là giữ giới một ngày công đức phước báo ấp như ta. Mọc kép, nếu nói, thọ trì giới ấy chắc được như chư Phật mới là lời nói thật. Bởi nhân duyên được các đại thiên tôn hoan hỉ nên được phước tăng nhiều. Lại nữa, trong sáu ngày chay ấy, quỷ ác hại người, não loạn tất cả. Nếu ở chỗ xóm làng, gò đồi, quận huyện, quốc ấp nào có người lành chỉ trai, thọ giới, do nhân duyên ấy, ác quỷ tránh xa, chú xứ an ổn. Do vậy, nên sáu ngày chỉ trai, thọ giới được phước tăng nhiều. Hỏi, vì sao các bọn quỷ ác dùng sáu ngày ấy để não hại người? Đáp, trong kinh thiên địa bốn khởi nói, Lúc kiếp mới thành, có con của dị Phạm Thiên Vương là cha các quỷ thần, tu khổ hạnh theo Phạm Chí, đủ 12 năm trên trời, trong 6 ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy để trong lửa. Do vậy nên các quỷ thần trong 6 ngày này, bèn có thế lực. Hỏi, cha các quỷ thần, tại sao trong 6 ngày này cắt thịt, xuất huyết, lấy để trong lửa? Đáp trong các thần, ma, hê, thủ la thần là lớn hơn cả, các thần đều có nhật phần, Ma hê Thù La mỗi tháng có 4 nhật phần là ngày mùng 8, 2, 3, 14, 29 và các thần khác mỗi tháng có 2 nhật phần là ngày mùng 1 và ngày 16 hoặc ngày mùng 2 và ngày 17, còn ngày 15 và ngày 30 là thuộc tất cả thần. Ma hê Thủ La là chủ của các thần nên được nhiều ngày hơn. Kể cả 4 ngày kia là trai, còn 2 ngày thuộc tất cả thần cũng kể là trai do vậy nên trong sáu ngày này các quỷ thần có thế lực lại nữa cha các quỷ thần trong sáu ngày này cắt thịt xuất huyết lấy để trong lửa quá mười hai năm thiên vương đi xuống nói với con rằng ngươi cầu nguyện gì đáp cầu có con thiên vương nói phép cúng giường của tiên nhân là đốt hương quả ngọt và các vật thanh tịnh sau ngươi lấy huyết thịt để trong lửa làm như pháp tội ác ngươi phá thiện pháp ưa làm việc ác chỉ khiến ngươi sanh con ác ăn thịt uống máu ngay trong khi đang nói lời ấy trong lửa có tám đại quỷ xuất hiện thân đen như mực tóc vàng mắt đỏ có ánh sáng lớn tất cả các quỷ thần đều từ tám quỷ thần này sinh ra do vậy nên trong sáu ngày này cắt thịt xuất huyết lấy để trong lửa mà có được thế lực còn như trong phật pháp ngày không có tốt xấu chỉ tùy theo nhân duyên các ngày hung dự của thế gian mà dạy chỉ trai thọ giới thôi hỏi năm giới và giới một ngày giới nào hơn đáp có nhân duyên nên hai giới bằng nhau nhưng năm giới thì giữ trọn đời còn tám giới chỉ giữ trong một ngày năm giới thường giữ thời gian nhiều mà giới lại ít còn giới một ngày thì thời gian ít mà giới lại nhiều. Lại nữa, nếu không có đại tâm tuy chọn đời giữ giới, không bằng chỉ có đại tâm giữ giới một ngày. Ví như kẻ mềm yếu làm tướng, tuy cầm quân chọn đời, mà trí dũng không đủ, cuối cùng không có công danh. Nếu như kẻ anh hùng hăng hái, lập tức bình định hạ loạn, công trạng một ngày mà chùm cả thiên hạ. Hai thứ giới này là pháp của yêu ba tắc tại gia hạng tại gia trì giới có bốn bậc có hạ trung thượng có thượng thượng hạ nhân trì giới chỉ vì cái vui đời này hoặc vì sợ hãi vì vinh dự tiếng tăm hoặc vì phép nhà chiều theo ý người hoặc tránh khổ dịch cầu khỏi ếch đạn các thứ như vậy gọi là hạ nhân trì giới chung nhân trì giới là hạng người giàu sang vui chơi thích ý, mà hoặc vì mong phước lạc đời sau khắc kỷ tự gắng ngày chịu khổ ích mà được lợi rất nhiều suy nghĩ như vậy nên kiên cố trì giới ví như người buôn bán đi ra xa vào sâu được lợi chắc chắn nhiều phước của sự trì giới làm cho người ta hưởng phước lạc đời sau cũng như vậy thượng nhân trì giới là vì cầu liết bàn biết các pháp thảy đều vô thường muốn cầu lìa khổ thường vui vô vi lại nữa người chỉ giới tâm không hối hận tâm không hối hận nên được vui mừng được vui mừng nên được nhất tâm được nhất tâm nên được thật trí được thật trí nên được có tâm nhàm chán được có tâm nhàm chán nên được ly dục được ly dục nên được giải thoát được giải thoát nên được nhất bàn Trì giới như vậy là căn bản của các thiện pháp lại nữa Trì giới là cửa ngõ sơ khởi của tám chánh đạo Cửa ngõ sơ khởi để vào đạo chắc chắn đi đến Yết Bàn Hết chương 22